Thận yếu đến mấy cũng hồi sinh lại, chỉ cần uống một ly nước này mỗi ngày. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, tại Việt Nam chưa có số liệu thống kê chính thức, song ước tính có khoảng 5 triệu người bị suy thận và hàng năm có khoảng 8.000 ca bệnh mới. Chỉ tính riêng bệnh nhân suy thận ở giai đoạn cuối cần lọc máu là khoảng 8.000 người, chiếm tới 0,1% dân số. Nhìn vào những con số biết nói trên, chúng ta có thể thấy được căn bệnh nguy hiểm này có thể cướp đi tính mạng của con người bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, ngay bây giờ bạn phải tìm cho mình những bí quyết bảo vệ sức khỏe bộ vị này. Nhưng bằng cách nào, liệu có tốn thời gian và tiền bạc hay không? Đây có lẽ là thắc mắc của rất nhiều người. Vậy thì đừng bỏ lỡ chương trình ngày hôm nay để An Tâm Sống Khỏe chia sẻ cho các bạn bí quyết giúp thận yếu đến mấy cũng được hồi sinh chỉ với một ly nước quen thuộc mỗi ngày. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Loại thức uống đầu tiên rất tốt cho thận phải nhắc đến đó là nước dừa. Nước dừa là thức uống giải khát quen thuộc đối với người Việt từ bao đời này. Trong nước dừa có chứa nhiều chất dinh dưỡng, vi khoáng như các loại vitamin, canxi, folate, mangan, kali và selen nên mang đến cho cơ thể rất nhiều năng lượng cũng như dinh dưỡng. Đây là thức uống tự nhiên có chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể chúng ta. Trong nước dừa có chứa các chất điện giải, hỗ trợ tốt cho quá trình bài tiết hệ tiêu hóa và thúc đẩy cải thiện chức năng của thận. Những người suy thận hay đang có dấu hiệu sỏi thận nên uống nước dừa bên cạnh các loại thuốc điều trị. Thường xuyên uống nước dừa sẽ giúp tan sỏi thận và dễ dàng làm cho chúng thoát ra ngoài. Người bị suy thận có thể uống mỗi ngày một trái dừa để hỗ trợ chức năng thận tốt hơn. Các bạn có thể dùng nước dừa để chế biến thành các món ăn đa dạng trong thực đơn hàng ngày. Chính vì những công dụng như lợi tiểu, bù nước, nhiều người đã điều trị bệnh sỏi thận, tiểu dắt, bí tiểu bằng cách uống nước dừa. Đối với bệnh nhân thận yếu, hoàn toàn vẫn có thể sử dụng nước dừa như một loại thức uống giải khát và cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Thứ hai, nước đậu đen là một loại thức uống cực tốt cho thận. Đậu đen vốn được biết đến có vị ngọt, tính ôn, đem đến hiệu quả tốt trong việc điều hòa gan, thải độc. Trong mỗi hạt đỗ đều có chứa một hàm lượng lớn các dưỡng chất, bao gồm các chất khoáng, lipid, kẽm, các loại vitamin và protein. Chính vì vậy, không chỉ đem đến tác dụng hỗ trợ điều trị suy thận, nước đậu đen còn cung cấp các chất cần thiết cho cơ thể, phòng chống nhiều căn bệnh nguy hiểm như bệnh tiểu đường, bệnh ung thư và bệnh cao huyết áp. Với tất cả những lý do trên, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng nước đậu đen để tăng cường khả năng hoạt động của thận. Sử dụng nước đỗ đen rang có thể là cách thức sử dụng quen thuộc nhất đối với rất nhiều người. Bài thuốc này không chỉ giúp điều trị suy thận mà còn thanh lọc cơ thể, khắc phục tình trạng mệt mỏi, mất ngủ. Nguyên liệu duy nhất các bạn cần chuẩn bị đó chính là đỗ đen chất lượng tốt. Thứ ba, muốn tốt cho thận, đừng bỏ qua nước dâu ngô. Theo kinh nghiệm dân gian, dâu ngô được sử dụng rất nhiều trong điều trị chứng bí tiểu và tiểu dắt buốt. Bởi người ta thấy rằng sau khi uống nước dâu ngô, lưu lượng nước tiểu có thể tăng lên gấp 3 hoặc 5 lần so với bình thường. Kết quả nghiên cứu về khả năng lọc cầu thận và bài tiết kali niệu của dâu ngô tại Brazil cũng cho thấy rằng tinh chất dâu ngô ở mức liều 500mg trên 1kg có tác dụng lợi tiểu tự nhiên làm tăng lưu lượng nước tiểu lên đến 135% chỉ sau 90 phút sử dụng và ở mức liều từ 350 đến 500mg trên 1kg. Sẽ giúp tăng thải kali niệu rõ rệt. Bên cạnh đó, dâu ngô còn giúp giảm độc tính trên thận. Bằng chứng nghiên cứu tại Đại học Khoa học Y khoa Kerman, Iran về khả năng chống nhiễm độc cho thận của dâu ngô khi sử dụng thuốc kháng sinh gentamicin cho thấy tinh chất dâu ngô giúp giảm rõ rệt nồng độ creatinine huyết thanh, ngăn ngừa tổn thương thận và viêm kẽ thận. Kết quả này đã chứng tỏ rằng dâu ngô có khả năng bảo vệ thận rất tốt, tránh khỏi những tác nhân gây hại và thúc đẩy quá trình hồi phục sau các tổn thương và bệnh lý tại thận. Và loại nước cuối cùng luôn tốt đối với bất kỳ ai, đó chính là nước lọc. Đây chính là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người, kể cả người bị thận yếu. Bổ sung nước lọc vào cơ thể giúp thanh lọc, giải khát, giải nhiệt và giúp thận đào thải được chất cặn, độc tố trong cơ thể ra ngoài tốt hơn. Nước rất cần thiết để phòng ngừa và điều trị các căn bệnh. Uống đủ nước là điều quan trọng để giữ cho thận của bạn được khỏe mạnh. Nước tinh khiết là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể sử dụng các loại nước ép trái cây, nước gừng hay trà. Nếu nước tiểu có màu sáng, chứng tỏ là bạn đang uống đủ nước. Nên cố gắng để hạn chế các đồ uống có chứa caffeine không quá từ 1 đến 2 cốc mỗi ngày, bởi vì caffeine có thể làm cho cơ thể bạn bị mất nước. Tuy nhiên, lượng nước đưa vào cơ thể cần được kiểm soát để tránh tăng gánh nặng cho thận.
Quý vị thân mến, sử dụng đều đặn các loại nước mà An Tâm Sống Khỏe vừa chia sẻ có thể giúp quý vị bảo vệ thận luôn khỏe mạnh. Thế nhưng nhiều người lại thắc mắc rằng, dù cho họ đã uống đủ các loại thảo dược, tập luyện các bài tập có lợi cho thận, nhưng vẫn mắc phải một số bệnh lý liên quan đến thận. Lý giải về điều này, các chuyên gia cho biết rằng, cho dù có cố gắng thanh lọc thận đến đâu, nhưng nếu vẫn giữ các thói quen ăn các loại thực phẩm độc hại, thì sớm muộn bạn cũng phải vào bệnh viện. Vậy đó là những loại thực phẩm nào? Bạn liệu có đang mắc phải? Hãy tiếp tục theo dõi để tìm được câu trả lời cho chính mình, quý vị nhé. Đứng đầu danh sách đó là thịt. Thịt lợn là món ăn thông dụng nhất trong mỗi gia đình, phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người già. Thịt lợn cung cấp đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, cung cấp chất đạm, chất béo, các vitamin và muối khoáng cho cơ thể. Trong thịt có chứa nhiều protein, protein cần thiết cho quá trình tăng trưởng và sức khỏe của các cơ. Tuy nhiên, để chuyển hóa protein, thận phải làm việc cật lực. Theo nhận định của các chuyên gia y tế, chế độ ăn uống giàu protein động vật làm tăng nguy cơ gây ra sỏi thận. Vì vậy mà những người mắc bệnh thận được khuyến cáo tránh lạm dụng protein động vật. Nội tạng từ động vật, chẳng hạn như gan, có hàm lượng purin cao. Purin sẽ kích thích sự sản xuất axit uric, một chất thải thường được thận xử lý. Nếu dư thừa, axit uric sẽ gây ra sỏi thận. Thứ hai, đó là chế phẩm từ bơ và sữa. Các chế phẩm từ bơ, sữa gồm sữa, phô mai và sữa chua có chứa nhiều canxi, làm tăng lượng canxi trong nước tiểu, có thể liên quan đến nguy cơ gây sỏi thận cao hơn. Ở người đã mắc bệnh thận, giảm tiêu thụ chế phẩm từ bơ, sữa sẽ giúp cho thận lọc máu được dễ dàng hơn, có thể hạn chế việc lọc máu. Trong bơ có chứa nhiều chất béo bão hòa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, trong khi bất ổn về tim mạch là yếu tố nguy cơ liên quan đến các bệnh về thận. Để phòng bệnh, hãy ăn dầu ô liu, hương vị thảo mộc khi bạn ăn bánh mì và rau trộn thay vì ăn bơ. Thứ ba, đó là quả bơ. Trong thế giới tự nhiên, có muôn vàng các loại trái cây bổ dưỡng, thơm ngon và bơ là một trong những mỏ vàng dưỡng chất, chất dinh dưỡng mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Rất nhiều người quan niệm rằng càng ăn nhiều bơ thì hấp thụ được càng nhiều dưỡng chất có từ nó. Chất béo của quả bơ rất tốt cho sức khỏe. Hàm lượng kali dồi dào có trong quả bơ giúp kiểm soát các dịch lỏng, cân bằng chất điện giải và độ pH. Thận dựa vào độ cân bằng của kali và natri để hoạt động đúng chức năng, nhưng nếu quá nhiều kali, thận sẽ gặp sự cố. Tình trạng tăng kali trong máu do có quá nhiều kali xảy ra ở những người mắc bệnh thận mãn tính. Bệnh này thường gây buồn nôn, suy yếu, tê liệt và làm chậm nhịp tim. Tuy nhiên, đối với những người không mắc bệnh thận trước đó thì vẫn có thể ăn được quả bơ. Thứ tư, đó là các loại hạt. Các loại hạt là một loại thực phẩm thực vật lành mạnh vì chúng có nhiều chất béo, protein và chất xơ lành mạnh, nhưng chúng thường là nguồn gây nhầm lẫn cho những người muốn kiểm soát cân nặng của họ. Tuy nhiên, các lợi ích từ các loại hạt mang lại cho con người là không thể phủ nhận. Nhưng nếu dễ bị sỏi thận, hãy tránh ăn các loại hạt vì trong hạt có chứa chất khoáng oxalat, nguyên nhân phổ biến gây ra sỏi thận. Nếu từng bị sỏi thận trước đó thì tốt nhất là không nên ăn tất cả các loại hạt. Để bảo vệ sức khỏe, hãy thận trọng khi tiêu thụ những thực phẩm có chứa oxalat như rau bina, củ cải đường, khoai tây chiên và ngũ cốc dạng hạt. Một số loại hạt như quả hạch có thể tốt cho sức khỏe, nhưng quan trọng là hãy ăn cân bằng các loại hạt. Thứ năm, đó là bánh mì làm từ lúa mì. Bánh mì làm từ lúa mì nguyên chất rất tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng, nhưng nếu chúng ta ăn với số lượng lớn và đặc biệt là với những người bị bệnh thận thì nó có thể gây hại cho thận nhiều hơn. Điều này là do lượng phốt pho và kali cao có trong loại bánh mì này. Một lát bánh mì ngũ cốc nguyên hạt có chứa 70mg kali và 57mg phốt pho, so với một lát bánh mì trắng chỉ có 25mg kali và 25mg phốt pho. Thứ 6, đó là caffeine. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng tiêu thụ nhiều chất caffeine về lâu dài như thói quen uống cà phê hoặc trà mỗi buổi sáng làm bệnh đau thận mãn tính trầm trọng thêm và tăng nguy cơ gây ra sỏi thận. Caffeine là một chất lợi niệu nhẹ có ảnh hưởng đến khả năng hấp thu nước của thận. Tiêu thụ caffeine hợp lý không ảnh hưởng đến hoạt động của thận, nhưng nếu lạm dụng có thể gây hại cho thận. Caffeine cũng kích thích lưu lượng máu dẫn đến tăng huyết áp. Nếu huyết áp bình thường, caffeine sẽ không gây hại, nhưng với những người tăng huyết áp, hãy thận trọng khi tiêu thụ caffeine. Nước tăng lực và soda cũng không tốt cho thận, đặc biệt khi có những vấn đề về thận. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, uống 2 lon nước soda ăn kiêng mỗi ngày sẽ làm suy giảm chức năng của thận. Thứ 7, đó là viên uống bổ sung vitamin C. Khi làm việc quá sức, cơ thể mệt mỏi, người ta thường uống viên sủi để tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi vào ngay lúc đó. Có người còn uống chúng hàng ngày như là cách tiện lợi thay thế các loại nước ép trái cây có chứa vitamin C.
Theo nghiên cứu của Viện Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển cho thấy rằng việc tiêu thụ viên uống bổ sung vitamin C hàng ngày sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ bị sỏi thận, nhất là ở nam giới. Nguyên nhân ở đây là do một phần vitamin C cơ thể hấp thụ sẽ được bài tiết ra đường tiểu dưới dạng oxalate, một trong những thành phần chính tích tụ nên sỏi thận. Và cuối cùng, thứ 8, đó là đường. Cũng có người quen ăn ngọt, nhưng lâu dần thức ăn gì cũng được nêm bằng đường. Không chỉ các món ngọt mà đến các món mặn chiên, kho, canh, xào cũng được nêm rất nhiều đường. Theo các nghiên cứu, trong đường có chứa rất nhiều fructose, đây thuộc nhóm những chất khó hấp thu. Việc cùng đưa vào cơ thể quá nhiều đường sẽ thúc đẩy sự hình thành axit uric, làm tăng nguy cơ gây ra bệnh tim mạch. Các bệnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của thận cũng như sức khỏe của hệ tim mạch. Thưa quý vị, quả đúng như câu nói của Đông y, thận khí đủ thì bách bệnh trừ, có nghĩa là thận khí khỏe thì người sẽ khỏe, mọi bệnh tật sẽ tự tiêu tan và ngược lại. Vậy nên để chăm sóc và bảo vệ thận của mình, bạn nên nhớ tuyệt đối tránh xa những thực phẩm gây hại kể trên. Thay vào đó, hãy bổ sung các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng mà An Tâm Sống Khỏe chia sẻ vào chế độ ăn uống của gia đình mình nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.